Thưa thầy, ngày hôm qua thì con với là bạn ấy thì sẽ lên cái công phu á, thì các bạn không có thắc mắc, muốn nhờ thầy khai thị cho bạn là khi mà mình hỏi câu đạo đó thầy, thì cái vọng tưởng của mình nó chen vào rất là nhiều, thì chính vọng tưởng này á, nó đưa bạn tới những cái suy nghĩ không có được tốt á. Thì lúc đó khi dùng câu thọ đầu mà mình hỏi như vậy thì có phải là một cái phương pháp cũng như là một cái người ta dùng từ là giống như là một Để nén cái để cho là đè nén cái vọng tưởng, hay là hướng tới một cái suy nghĩ khác ạ? Thì con xin thầy khai thị cho bạn cái chỗ này, con xin cảm ơn thầy. nếu mình mang một cái tư tưởng đè nén, ức chế hay là buông bỏ thì đó là chấp thật. Nếu không có mang cái tư tưởng đó bình thường á thì nó là đang phát chấp thật. Tại hai ví dụ á, giống như hai người ta đọc kinh, cũng đọc kinh á, người ta xem kinh, một người thì để tăng trưởng niềm tin, tin từ tâm, ta đang đọc kinh giống như đang nghe Phật thuyết pháp vậy. Còn một người á thì đọc để xin xỏ cầu nguyện, à, nguyện là cái đọc này lên sẽ có được cái phước báo rơi xuống hay là được cái sự thành tựu gì trong cái sự đọc tụng đó. Hai cái cũng là đọc kinh thì nó khác nhau, giống như hai người á nghe mà hai người đều khác nhau. Để nói về Phật, Phật pháp ở trong lớp mà thầy cô giảng bài cũng vậy nữa, giống như giảng xuống á 20 và 30 học trò, mỗi đứa nó nghe khác nhau, nó hiểu khác nhau, chứ đâu phải là nó hiểu giống nhau hết đâu, có khi nó hiểu ngược. Cho nên khi làm bài chấm điểm á, có đứa zero, đó là sai hoàn toàn cái đề tài cô nói. Có đứa mà nó đúng hoàn toàn được 10 điểm, điểm cộng nữa, nó đúng. Cho nên á, cái gì cũng vậy, mình không có được nhìn trên cái tướng đánh đồng. Đối với công phu tham thiền á, do cái tập khí vô minh của mình á, quá nhiều, thấy không? Nó quá nhiều rồi. Đâu phải Ngài La Quả cũng có nói đó, giống như là cái mấy cái kẻ địch của mình á, nó là vọng tưởng biến hóa, nó toàn là cái người giả, ảo giác ảo ảnh, mà mình làm sao mình đánh hết, sao dẹp hết, mình dẹp được đứa này cái ảo ảnh khác nó lại hiện lên, cái biến hóa nó lại biến ra thêm, mình càng đánh mình chỉ càng mệt, rồi mình điên đảo, rồi mình chết trước tụi nó. Cho nên á, nó không có cần đánh dẹp gì cả. À, giống như Đức Phật nói con viên giác á, tri huyễn tức ly bất tác phương tiện, không có phải là dùng cái phương tiện gì, tại đã là huyễn hoặc rồi, lo trị cái bệnh mắt của mình á. Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ví dụ hoa đốm hư không á, do mắt bệnh mới thấy hoa đốm, chứ đâu có hoa đốm thật ở trong hư không đâu mà đi đi quét để dọn mới đi tiêu diệt. Cho nên đời chư tổ nói dục trừ phiền não trùng tăng bệnh, muốn trừ phiền não là tăng thêm bệnh, mà mình cứ chấp thật á. Nên biết đó là bệnh của tâm, như nói là bệnh của mắt á, thì phải nhỏ thuốc vô mắt để không còn thấy đom đóm hoa đốm nữa, mắt nó hết bệnh thì hoa đốm tự tan. Cái vọng tâm của mình á, là do cái tâm chấp, cái tâm vô minh của mình á, nó tạo. Bây giờ mình tham thiền là đi trị cái bệnh tâm á, trị tâm bệnh của mình á. Khi mà tâm bệnh mình nó hết á thì tất cả vô minh phiền não ngã chấp nó tan rã tự động, nó không tạo ra nữa. Nếu mình đập tan cái máy sản xuất đó, cái máy nó sản xuất ra cái vọng tưởng mà, đó là cái tâm bệnh, cái máy đó nó tan rồi thì tự nhiên nó hết sanh ra. Thấy không? Thì cứ lo uống thuốc, thì thoại đầu là cái thuốc để trị cái bệnh đó, sinh tử đó. Khi mà sinh tử hết á, lúc đó tất cả phiền não vọng tưởng tan rã. Cho nên không có lấy cái ý niệm đè nén vọng tưởng hay buông bỏ vọng tưởng, thì tiêu trừ vọng tưởng. Vọng tưởng thì mặc kệ vọng tưởng, hôn trầm thì mặc kệ hôn trầm, tán loạn hay là trạo cử mặc kệ tán loạn hay trạo cử. Thoại đầu mình cứ đề, mà thoại đầu á đề câu hỏi để nhắc mình á, để mà khởi cái nghi và kéo dài cái nghi. Nếu như tình mình nó chưa có thuần thục, chưa có quen á, thì nó cứ gián đoạn, mà nhờ cái câu đó đó mới khởi được cái nghi. Thì mình phải giữ cái câu đó giống như cây gậy á. Cây gậy để đi mà, thì cái thoại đầu là để nghi, nên nghi mới đưa đến thoại đầu được. Chứ còn cái cây gậy á, không có đưa đến, giống như câu thoại không thể đưa đến, nhưng mà cái nghi tình mới đưa đến. Nên nói tham
chữ tham là nghi đó. Chiếu cố cũng là nghi, kháng cũng là cái nghi, chứ không phải có nhiều người kháng là phải biến thành con mắt để mà nhìn đó. Biến thành cái tâm để mà nhìn đó, rồi có năng có sở, năng sở là trên cái vô minh, trên nguồn gốc của vô minh, mà ôm cái vô minh đó chỉ gánh nặng thêm cái sinh tử, chứ không có phá, không có lìa hết cái phá được cái sinh tử, không có lìa hết cái vô minh. Nên cái nghi tình mới cắt đứt được cái vô minh, mạng căn sinh tử là vậy. À, thì cứ nói, cứ tham thiền thôi. À, cho dù phiền não đến mà nước mắt rơi, kệ nó rơi, cứ tham thiền. Giống như là khi chưa có trời đất, ta là cái gì thì cứ hỏi từng chữ một rõ ràng, hỏi nhẹ thôi. À, không có phải gồng, không phải sợ, không có cầu, không có đắc cái gì trên đó hết. À, vọng tưởng rồi cái câu đó mà nó mạnh hơn á, tự động cái kia nó lui. Giống như không có đấu đá, còn mình càng muốn, giống như mình ghét một ai đó, mình càng muốn quên thì lại càng nhớ. Tại mình đè nén á, giống như đá đè cỏ, thì khi mà lấy đá là cỏ nó còn vật dậy còn nhiều hơn á, lúc trước mạnh hơn lúc trước. Nên giống như cái banh đè xuống nước á, càng đè xuống á, sâu chừng nào á, dở tay ra nó bung cái banh văng lên khỏi mặt nước, mạnh chừng nấy. Cái phản lực của nó đó, thì vọng tưởng cũng vậy đó. Nếu mình cứ đè cái lực đè của cái ý thức vọng tưởng mình á, cái phản lực ngược lại nó sanh bệnh, cho nên không cần đè, không cần quét, không cần dẹp, mà cứ bình thường đè. Thời đầu sở tham mình á, mà cứ tham nhẹ nhàng thôi, không có gì sợ, không sợ vọng tưởng. Rồi giờ cũng đã hết giờ, chào quý thầy, quý sư cô, quý bà đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ cảm ơn thầy. Rồi.